Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Chính trị đã ban hành quyết định 164 về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Theo đó, Bộ Chính trị quy định quy trình 3 bước giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý gồm bước chuẩn bị bước tiến hành và bước kết thúc trong bước chuẩn bị công việc đầu tiên là thành lập đoàn giải quyết tố cáo và xây dựng kế hoạch giải quyết tố cáo theo đó ủy ban kiểm tra trung ương hoặc cơ quan tham mưu giúp việc bộ chính trị ban bí thư được thường trực ban bí thư giao làm việc với người tố cáo để xác định rõ danh tính địa chỉ người tố cáo tổ chức đảng đảng viên bị tố cáo và nội dung tố cáo Bộ chính trị, ban bí thư sẽ ban hành quyết định thành lập đoàn và kế hoạch giải quyết tố cáo. Căn cứ tính chất, nội dung tố cáo để quyết định trưởng đoàn, thành phần, số lượng thành viên đoàn kiểm tra cho phù hợp. Bộ chính trị nêu rõ kế hoạch giải quyết tố cáo phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, mốc thời gian, phương pháp, thời gian tiến hành. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 180 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể quyết định ra hạn thời gian giải quyết, nhưng không quá 60 ngày. Ở bước tiến hành, tức bước 2, đoàn kiểm tra triển khai quy định, kế hoạch giải quyết tố cáo, thống nhất lịch làm việc với tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên. Đoàn kiểm tra cũng sẽ yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo chuẩn bị báo cáo theo điều cương. Tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo sẽ chuẩn bị báo cáo giải trình bằng văn bản, và hồ sơ tài liệu có liên quan gửi bộ chính trị ban bí thư qua đoàn kiểm tra. Ở giai đoạn thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và chứng cứ nhận được, tiến hành thẩm tra xác minh làm việc với người tố cáo, các tổ chức cá nhân có liên quan. Trong quá trình thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra gặp và làm việc trực tiếp với người tố cáo nếu cần và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định. Tiếp đó, đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo. Trường hợp vi phạm đã rõ, đến mức phải kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo tự giác kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm. Trường đoàn kiểm tra báo cáo thường trực ban bí thư cho kết hợp thực hiện quy trình thi hành kỷ luật cùng với quy trình giải quyết tố cáo, tức quy trình kép. Trong khi thực hiện kiểm tra, xác minh, nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm khác, Trưởng đoàn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đưa kết luận nội dung tố cáo và báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận chung. Đồng thời, lập hồ sơ kết thúc việc giải quyết tố cáo. Tiếp theo, đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả giải quyết tố cáo. Ở bước kết thúc, tức bước 3, Hội nghị bộ chính trị ban bí thư sẽ xem xét kết luận nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương. Đoàn kiểm tra báo cáo bộ chính trị cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình trung ương. Tại hội nghị này, đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo và người tố cáo, các tổ chức đảng đảng viên có liên quan. Hội nghị thảo luận, kết luận trước khi bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm nếu thực hiện quy trình kép đoàn kiểm tra sau đó hoàn thiện thông báo kết luận giải quyết tố cáo quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật trình thường trực ban bí thư ký ban hành